Ê, Farlet giá rẻ không? Chào bạn, chào các bạn, chào anh em. Ở đây Tùng đang có 3 cái Farlet dùng để trang trí máy tính các bạn nhé. Đây, hôm qua nó còn ở trên cây của Tùng, trên bộ i9 9900K. Đổi thành cái vỏ kia lên không có thể lấp lét được. Vì vậy là quay video giao bán cho các bạn. Wow, ba cái fan này chẳng nhẽ cho không thì sẽ không có động lực để sống. Vì vậy là quan điểm là bò lấy mà ăn, lẻ lưỡi ra mà liếm mà ăn, chứ không ai cho không ai cái gì ở cuộc đời nó vậy. Chỉ có bố mẹ mình mới cho không mình thôi, còn thiên hạ thì đừng tin thằng nào cho không thằng nào. Vì vậy là nó phải có một con số để các bạn có thể rút tiền ra. Vì nó rất rẻ nên mình sẽ không bán cốt. Bạn nào ở gần Hà Nội thì phi châu qua mà lấy ba cái fan này 20.000 nhá. Ba cái fan led này. Ngon chưa? Đó. Bán cả ba cái và không cốt kẽo gì với bất kể hình thức nào. Các bạn chỉ chạy qua số 3 ngõ 60 phố Dương Khuê, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội, gần bến xe Mỹ Đình, gần trường Đại học Thương mại để lấy. Nhớ là côn trước vào số 0906 010103 xem còn hàng không. Nhớ đâu các bạn lại đi mất công khổ thân các bạn ra. Ra gì phết đấy.